vui, với lại cái diện vẫn còn hơi run trong cái diện hậu cảm xúc sau khi phỏng vấn á. Dạ thì em tên là Nguyễn Thị Khánh Trang, em học lớp 11 ở trường trung học phổ thông Nguyễn Du. Em nghĩ thay đổi thì chắc chắn sẽ khác, tại vì bên Mỹ với lại bên Việt Nam là nhìn tổng quan thì nó cũng đã khác rồi á, thì với lại cách giao tiếp hoặc là cách tiếp xúc của những người họ nói chuyện sẽ chắc chắn sẽ khác nhau ở Việt Nam rồi. Em nghĩ là cái sự mạnh dạn của mình, giống như là mình phải tự tin mình nói, còn ở Việt Nam thì em nghĩ là đa số học sinh, thậm chí cả em nữa, thì nhiều khi học trong lớp thì em vẫn còn cái dạng khá là rụt rè, cái gì em biết, ví dụ em biết câu trả lời nhưng mà em không có tự tin để em nói trước, nhiều khi bạn của em cũng không có đứng tự tin. Nhưng mà khi mà mình qua một môi trường mới thì em nghĩ là mình phải cần có sự tự tin để giống như mình nói ra cái những điều mình nghĩ trong lòng hoặc là nghĩ trong đầu. Tự tin là quan trọng nhất. Em cũng khá tự tin về cái học lực của em, tại vì từ nhỏ là ba em đã chăm chút cho em về cái việc học, cũng giống như là ba em đã định hướng từ nhỏ cho em là lớn em sẽ đi du học như thế này, nên là em cũng phải tự biết lo cho bản thân mình là mình phải đi. Nên là mình không những là ba mẹ cố gắng mà tự bản thân mình cũng phải tự cố gắng trong cái việc học của mình, để cho mình có bảng điểm tốt để người ta nhìn vô người ta ok, người ta sẽ duyệt cho mình cái kiểu. Dạ áp lực thì chắc chắn là sẽ có, bởi vì không những em nghĩ bạn nào cũng sẽ có áp lực hết trơn á. Tại vì em cũng sợ cho hồ sơ em, là tại vì em hay nghĩ tiêu cực nhiều hơn là tích cực á, nên là hướng nào em cũng nghĩ là mình sẽ cố gắng chăm chút như thế này, chăm chút như thế kia để cho điểm mình nó sẽ đẹp hơn, hoặc là mình cố gắng cái kiểu để ghi điểm trong mắt cái gì để họ có một cái nhìn tốt cho mình á, thì em cũng cố gắng trong cái việc đó. Trước em á là cũng có một vài bạn là cũng đi theo dạng du học giống như em, theo như em thấy á thì cái gì như là tầm trước em chắc tầm được bị 2-3 bạn bị từ chối rồi, nên là em cũng bị lo sợ là lãnh sự sẽ hỏi khó mình, hỏi giống như là hỏi méo mình á, thì mình không có trả lời được. Nhưng mà lúc mà em vô thì em chào lãnh sự thì cuộc phỏng vấn em rất là nhanh so với những người khác, em thấy vậy luôn á. Em chào lãnh sự xong rồi em đưa passport với I-20 của em, xong rồi thì lãnh sự hỏi em đang học ở trường nào tại Việt Nam, ba em làm nghề gì cái kiểu, thì xong hai câu đó hình như nói em đưa transcript với lại IELTS của em thì là họ duyệt cho em, nên là nó khá là nhanh, nên là em cũng khá là bất ngờ với cái tốc độ người ta phỏng vấn em nhanh như vậy nữa. Em nghĩ điều mà khó nhất với em là thi những chứng chỉ, thi những cái chứng chỉ như là, tại vì hồ sơ em là cần IELTS với lại TOEFL, thì cái đó thì cũng cần phải có thời gian để em luyện. Với lại em thì hay bị áp lực mấy cái vụ đó, em hay bị run nữa. Chị Tâm và chị Thoa khi mà hai chị hướng dẫn em á, hai chị lúc nào cũng thấy em dạng như là lúc nào cũng bị run, lúc nào cũng bị lo lắng á, nên là hai chị cũng sợ giùm em, nên là em rất là áp lực khi mà em phải thi lấy chứng chỉ để cho hồ sơ mình đẹp á, em bị sợ với cái đó lắm. Dạ tiêu chí thì em với ba đều đồng ý là em sẽ học chương trình cao đẳng kép, nhưng em đã chọn High School Confession Program thì tại vì em cũng muốn học nhanh để về giúp cho ba, tại vì ba cũng có kinh doanh ở Việt Nam, hay là em muốn học sớm, học nhanh thì về để giúp ba, thì em được New World tư vấn trường như này thì em thấy rất là thích, với lại tiền học phí cũng rất là phù hợp với lại gia đình em, là em chọn trường.